Quạ là loài chim rất thông minh, có người cho rằng loài quạ có khả năng suy luận ngang với một đứa trẻ 7 tuổi. Liệu điều đó có đúng không? Hãy cùng theo dõi nhé! Chúng biết tìm kiếm thức ăn bằng việc thêm đá hay vật nặng vào trong nước để thức ăn dâng lên bên trên. Không chỉ vậy, chúng còn biết sử dụng nhành cây để ghim thức ăn ở những lỗ nhỏ mà mỏ chúng không thể đưa vào, hay để khều thức ăn ra từ những khe hẹp. Nó còn biết làm cho hai con chim kền kền đánh nhau để giành thức ăn từ chúng. Chỉ bằng một nước đi nó đã có thể chiến thắng hai con kền kền. Quả thật nó rất thông minh đúng không? Thật bất ngờ khi chứng kiến loài quạ có thể sử dụng các công cụ phục vụ cho mục đích của mình. Không những biết sử dụng công cụ xung quanh để tìm kiếm thức ăn mà còn biết xử lý theo tình huống.